Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một ngày nữa thôi sẽ diễn ra phiên tòa CEO Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Hiện tại chị Hằng đang bị yêu cầu khởi tố vào cái khoản 2 của điều 331, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thật bất ngờ ở đây là 10 người được xem là bị hại, họ đã chuyển thành cái tư cách tham gia tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Như chúng ta biết, trong 10 người này họ phải xuất hiện tại phiên tòa để mà làm rõ về cái vai trò gây nhiều tranh cãi như thế này. Họ phải đưa ra nhiều chứng cứ, nhiều bằng chứng, nhiều lập luận để đối chất ngay tại tòa, để cho tòa thấy rằng họ chính là người bị hại. Nếu như họ vắng mặt thì làm sao? Trong 10 người này thì lúc trước chúng ta đã biết rồi, cái trường hợp của anh Hiển. Anh Hiển đã ủy quyền cho một cái người khác để tham gia vào cái phiên tòa này. Các bạn có thể là xem lại những video clip của mình. Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 90 cộng 1 của trận đấu này. Đó là thêm một cái người vắng mặt tại phiên tòa nữa. Họ tuyên bố là họ vắng mặt vì tòa không mời họ. Nếu mà tòa không mời họ như vậy thì quyền và lợi ích của họ, tôi nghĩ rằng là rất là khó để mà đòi lại. Như vậy cái sự việc mà họ lên trên mạng, họ họ đối chất với chị Hằng hồi hồi xa xưa sẽ là một cái bất lợi rất lớn với họ. Theo bản thân mình thì mình không tin vấn đề này đâu các bạn. Mình không tin vấn đề này, mặc dù họ lên trên cái kênh YouTube của họ, họ bảo rằng họ không có mặt, nhưng tôi không tin điều này. Tại vì chị này chuyên môn lên trên mạng để xúc phạm những YouTuber nói về sự thật. Thì câu chuyện chị Hằng rất là nhiều. Chị này ưa đưa ra những cái lập luận rằng tôi đã nhận tiền của một ai đó để mà làm điều sai trái cho chị Hằng. Nhận tiền của chị Hằng để mà lên, để mà tấn công chị. Cái chị này không ai khác, đó là chị Đinh Lan nhà ta. Và hiện tại sau một thời gian 7 ngày, 7 ngày cấm khẩu, tức là vi phạm quy tắc cộng đồng, bị YouTube cấm đó các bạn. Khủng quá, bị YouTube cấm chứ không phải gần tôi đâu. Nó thì ngày hôm nay chị này lại bảo rằng là chị không có nhận được cái bất kỳ một cái thông báo hay là một cái triệu tập nào đó, do đó chị này không đến tòa. Tôi không tin. Tôi nghĩ rằng đối với luật sư Âu Quang Phục, người ta chỉ là luật sư thôi, người ta còn được triệu tập tại tòa, thì mắc mớ mình là cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tại sao tòa không triệu tập mình? Đó thì tôi nói các bạn á, đây là trường hợp mà chị này muốn giữ sự bí mật của mình đến những phút cuối cùng, và chị này đang muốn chờ xem ai đó xúc phạm chị để mà chị lấy cái đó lên tòa để chị nói. Mà tôi nói các bạn, cái vụ án gì có liên quan đến chị Hằng thì hãy nói, những vấn đề nào có liên quan đến quá trình điều tra chị Hằng thì hãy nói, trở lên trên đó không phải là cái nơi mà để thanh minh thanh nga, không mà phải tốn nhiều thời gian của phiên tòa ha. Đừng có giống như phiên tòa của Thiền Am, lời nói sau cùng mà không biết nói như thế nào, đứng lên cãi tay đôi với hội đồng xét xử thì các bạn biết rồi, cái kết cục là không có mong muốn đâu các bạn. Do đó là nên tìm hiểu. Và theo thông tin chúng tôi nhận được cũng chính từ cái chị này bảo ra là chị này có tới ba luật sư lận, ba luật sư mà không đến phiên tòa để đối chất với chị Hằng là một điều hết sức đáng tiếc, các bạn thấy không? Hay là sợ chị Hằng hỏi trả lời không được? Chị này thì các bạn khỏi chê, chị này thì báo cũng mới vừa nhắc tên cái vấn đề mà cái sự việc mà chị Hằng chửi chị xúc phạm chị này như thế nào, báo cũng đã vừa nêu tên chị này xong. Báo toàn bộ báo báo Pháp Luật và báo Thanh Niên cũng đều nêu tên chị này xong, nói về cái nghịch cảnh là tại sao chị Hằng lại xúc phạm chị này, chứ không có nói cái cảnh mà tại sao chị này xúc phạm chị Hằng thì chúng tôi không thấy. Thì trên phiên tòa cả hai phải chứng tỏ được mình là người bị hại, mà không có chất vấn đề tòa thì thua, không đối chất tại tòa thì thua các bạn. Đó thì mới đây sau khi YouTube thả chị này ra bị vi phạm quy tắc cộng đồng thì chị này tiếp tục các bạn. Chị này đăng một cái status. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho hay đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát cung cấp để truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Bình Dương gì nữa chàng ơi,
cái chị này chỉ bị cái gì á các bạn, bị thế nào đó, cái sự việc Bình Dương người ta đã chuyển hồ sơ về cho công an thành phố Hồ Chí Minh và gộp cái vụ án này thành một rồi, mới đây gì nữa các bạn. Trời đất ơi, chị này chị bị cái gì các bạn? Mà tôi lên tôi nói chị này như vậy á, thì chị này bảo rằng tôi bợ vái chị, kiếm ăn ở dưới cái đáy quần của chị thế nào đó, thì tôi đã ủy quyền cho khán giả của tôi rồi, những cái anh cái chú sồn sồn được, mấy chú đó làm được ha. Còn tôi thì các bạn thấy là bất lợi cho tôi quá bất lợi tôi quá. Trời ơi, ngày mai diễn ra phiên tòa của chị Hằng mà ngày hôm nay lại dẫn chứng từ báo từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, có bị cái gì không? Thực tế các bạn biết cái chị này không biết chị có bị gì không, chỉ nói người ta lên mà xúc phạm chị, cho chị lên tòa để đối chất thì chị nói tòa không chịu tập thì chị không đi. Tôi không có tin đâu các bạn, tôi không có tin đâu, tại vì các bạn thấy rõ ràng là tôi đã vào sau cái câu chuyện của chị Hằng rất là lâu, mà chị dám vu khống cho tôi, vu oan giá họa cho tôi là cùng với mấy chục kênh YouTube để tấn công chị, thì các bạn thấy, tôi thấy rồi à, ráng cố gắng. Luật sư Vlog người ta còn có giấy triệu tập, tại sao mình là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mà được báo chí nhắc tên mà mình không có? Không có hay là không nhận, hay là có rồi không nhận, hay là có rồi không đến, thì tùy các bạn biết, tùy cái bữa đó biết. Mà tôi nói chị không đi là chị bất lợi, chị không đi là quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của chị coi như xong hàng, đúng chưa? À, và chị đi thì chị gắn đối chất để có kinh nghiệm, đối chất để cho có một cái niềm tin, để sau này trong cái vụ án của chị Hàn Ni, người mà chị bảo rằng chị ủng hộ đó ha, thì chị có thêm kinh nghiệm hơn. Nên nhắc cho chị nhớ là một lần nữa đó, chị này có những video clip ủng hộ chị Hàn Ni. Bây giờ vụ án của chị Hàn Ni diễn ra, chị này không biết là cái vai trò chị này như thế nào các bạn. Trời ơi, báo chí chỉ nói về cái sự việc chị Hằng xúc phạm những người này thôi, còn những người này xúc phạm với chị Hằng á, thì hình như là không có nhắc đến, hay là người ta không có rảnh để điều tra các bạn. Từ cái chỗ đó mà tôi nói các bạn á, cái thông tin về sự việc của chị Hằng còn rất là nhiều vấn đề khán giả không thấy. Khán giả chỉ thấy chị Hằng lên trên mạng mà chửi những người này thôi, còn cái góc khuất khác những người này chửi chị Hằng thì hình như là không thấy, và không có đưa lên gì hết trơn các bạn. Nhưng tôi nói các bạn nghe, sau cái ngày 22 tháng 9 năm 2023 rồi thì không biết mèo nào cắn miễu nào đâu, và chị Hằng sẽ dùng cái kế là trong tương kế tự kế, những cái kinh nghiệm từ cái vụ án này sẽ được chuyển thành cái kinh nghiệm của cái vụ án của chị Hằng đi sắp tới. Còn đó thì nó vẫn còn đó thôi các bạn, không có vấn đề gì cả các bạn. Để coi cái chị này lên trên mạng chị nói cái gì trên không gian mạng của chị. Thế tôi mệt chị này quá các bạn. Hễ mà nói về sự thật là nói chúng tôi kiếm tiền, kiếm ăn, kiếm này, kiếm nọ các bạn. Để coi chị này nói cái gì. Hay là tới giờ đầy chớ lên lại là bảo rằng là tòa đã mời tôi rồi. Vì vậy là hai cái khiếu nại. Hôm trước tôi qua nói rồi, luật sư Vlog đang bị chị Lan chỉ kiện. Tại sao luật sư Vlog được tham dự phiên tòa này? Cái gì nó ra cái gì chứ? Người ta chưa bị phạm tội mà, người ta chưa bị điều tra mà, đúng không? Vấn đề chị bảo rằng chị kiện anh luật sư Vlog có thật có hay là không, và có ai tiếp nhận hồ sơ không, và quá trình điều tra như thế nào? Nói chuyện đồ chơi không mà tính làm phiên tòa online, muốn xử ai là xử, thấy ai gắn mắt là xử. Thậm chí tôi nè các bạn còn đăng ta tốt và vu khống tôi đó ha, vu khống tôi bảo rằng là tôi cùng với mấy chục người tấn công bà suốt 2 năm. Trời, bà đẹp quá, tôi tấn công đây nè, danh sách 35 YouTuber vu khống. Không có vu khống nha, đừng có dùng từ vu khống nha, không có nhục mạ luôn nữa. Ở đây chưa có dùng cái từ nào mà trái với pháp luật hết trơn và trái với thần phong mỹ tục. Đừng có đưa người ta đi vào câu chuyện mình cảm thấy mình là cái người bị ăn hiếp thế này kia, thôi khỏi. Chỉ chửi người ta đến mức mà YouTube còn xóa những cái bình luận đó thì nói cái gì nữa. Nói về pháp luật chưa bị xử phạm, nhưng mà nói về cái
quy luật của YouTube đã bị xử phạm sai phạm 100% rồi, dùng những từ quá trời tục tiểu để tấn công người khác. Còn 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 với bản mặt nào mà lên trên mạng mà đặt dạy đời người ta nữa các bạn, thì không biết sao nữa các bạn. Chị Hằng xúc phạm chị Điều cho căn cứ, đúng, tôi xác nhận có, nhưng mà chị Hằng đã bị tạm giam 18 tháng rồi. Trong như những cái tờ 18 tháng này giống như những hành động mà đã lên xúc phạm người khác, tôi chấp nhận về những cái suy nghĩ như thế này. Còn chị lên trên mạng chị bảo rằng chị Hằng đi làm gái ở bên Campuchia và đánh bài bên đó, như vậy đúng hay là sai? Tôi nghĩ rằng là chị này không dám lên tòa đó các bạn, gán làm cho những phút cuối cùng như vậy các bạn, mà tôi thấy tinh thần xuống sắc rất là nhiều, xuống sắc rất là nhiều các bạn. Trời ơi, người ta chưa bị gì trơn, bà kêu người ta bị cáo luôn rồi kìa. Thôi đi, biết thì thưa thì thốt, không biết mà dựa cột mà nghe. Người ta có bị công an mời chưa? Người ta có bị khởi tố bắt tạm giam với chị Hằng chưa? Chưa cái gì hết trơn, dám kêu người ta bị cáo. Trời ơi, chưa có kiện luật sư bị lóc, ông kiện ngược lại rồi. Coi chừng á, bị kênh YouTube làm thêm một cái quy tắc cộng đồng nữa là xong hàng đó nha. Nhắc cho chị nhớ một lần nữa, chị mới trở lại YouTube là chị lại đăng tù tì hai bài liên tục liền, thấy không? Và còn một bài là vu khống tôi. Tôi đã chép lại đường link và chụp hình màn hình rồi. Đó, 2 năm qua thôi khỏi đâu. Quên cái vụ đó đi. Trời ơi, tôi biết chị này là cái gì, tôi thấy chị lên trên kênh của phản động thì tôi nói thôi. Nè, tôi nhắc nhẹ cho chị nhớ nè, chị lên kênh này là chị sai nè ha. Và phiên tòa chất vấn mọi người ở trên tại tòa là lý do là có người chửi qua người chửi lại, nhưng mà tôi không có chửi chị nha, nhắc cho chị nhớ một lần nữa là như vậy. Thôi bỏ cái trò mà hăm dọa người khác đó chị ạ. Bỏ đi. Đây, tôi cho các bạn xem và tôi kết thúc buổi livestream này các bạn. Buổi là video clip đây nè, đây còn nguyên nè. Đây. Mẹ em gần 80 tuổi rồi. Mẹ em mới nói là hôm nay mẹ em làm cái tờ đơn tố cáo tại Trịnh Anh Tú về ba tội. Thứ nhất là quan liêu hống hách nạt nộ dân. Thứ hai là coi như là bao che cho tội phạm. Mà tôi già 80 tuổi, tôi nói nhắc lại nha, mấy ông nào biết này là ai không? Mà muốn kết tội Đinh Thị Lan này thì tôi nhắc lại. Các bạn biết đối tượng này là ai không? Thằng này là phản động Nam Quan. Chị này là cái người bình thường công nhân Việt Nam mà lên trên kênh của thằng phản động như vậy, và còn bảo rằng mẹ mình tố cáo công an. Tôi nghĩ rằng hành động này rất là sai trái và phải được pháp luật xử lý nghiêm minh. Chính vì điều đó mà trong thời gian qua tôi đã nói về chị này rất là nhiều. Tôi mong muốn rằng những lời nói của tôi sẽ cảnh tỉnh mọi người, cảnh tỉnh chính cái người trong cuộc này, không nên lân la với thành phần phản động. Chẳng những chị không nghe mà chị còn chửi chúng tôi nữa. Đó, thì trong thời gian tới, xong cái phiên tòa của chị Hằng đi rồi chị thấy cái cảnh ha. Và ở đây còn nguyên chứ có mắc mớ gì. Tôi nói như vậy là chị lên chị kiểu xúc giặt liền. Chính vì chị chửi tôi xúc giặt như vậy mà bà bị vi phạm và bị tắt cộng đồng đó các bạn. Đâu có việc mà anh dùng kênh YouTube anh lên anh xúc phạm người khác mà anh không bị gì, đúng không? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tạm chào cả nhà. Như vậy là sẽ chỉ còn có 8 người tại phiên tòa này thôi. Để tới bữa đó tôi thử xem như thế nào. Nếu bữa đó chị này xuất hiện, lại thêm một người nói dốc, đơn giản như vậy thôi. Đó, và các bạn thấy rõ ràng không? Mới vừa xuất hiện trên không gian mạng lại tấn công bác Bùi Đức Nam nữa rồi, không? Tấn công bác Bùi Đức Nam rồi, bảo rằng là khiếu điện khiếu nại thì thế nào đó. Tại sao không chịu tập chỉ? Ủa,
xét về cái mức độ, xét về hành vi, hay là xét về vấn đề nào đó, hay là người ta mới có cái vấn đề triệu tập chứ đâu phải cơ khơi. Đi bây giờ té ra ngửa một cái chị thì không có đơn, hay là ta không xét đơn nữa thì xỉu hả các bạn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn và chào cả nhà đến với buổi livestream này. Chúc mọi người vui vẻ. Chúng ta hãy chờ đợi vào phiên tòa 21 tháng 9 2023 như thế nào. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh để xem những bản tin mới nhất. Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào chị Lan nhé. Đừng chửi em là súc vật nữa nhé. Chửi súc vật nữa là coi chừng đó.